Chào các bạn Chăm sóc và điều trị da tại spa sì Kiến Xanh Đều có 4 mức giá để các bạn tham khảo và lựa chọn nha Chất lượng cũng sẽ tăng dần lên theo mức giá Có các mức giá cho một lần điều trị chăm sóc da như sau Giá từ 150.000, 250.000, 350.000 và 500.000 cho một lần làm Bạn chỉ cần chọn giá tiền phù hợp với bạn còn phần lại thì ba sẽ chọn sản phẩm có chất lượng tương ứng với giá chi phí bạn đã thanh toán để định trong liệu trình làm cho bạn tất cả các liệu trình trên đều có tặng kèm massage mặt thư giãn hoặc lấy nhân mụn chuẩn y khoa phần này hoàn toàn miễn phí cho khách hàng nếu các bạn muốn có một làn da khỏe đẹp tươi sáng trẻ lâu thì một tuần các bạn nên đến spa Kiến Xanh một lần. Vừa được thư giãn, vừa được giảm chết, vừa được chăm sóc sắc đẹp. Các bạn ơi, hãy yêu thương bản thân mình hơn. Các bạn đừng có để đến lúc mà xuống sắc quá, rồi già đi quá thì mới chịu chăm lo nếu kéo tuổi xuân. Thì lúc đó còn tốn nhiều tiền hơn, nhiều thời gian hơn nữa đó các bạn à. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.